Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ phân tích một cái trường hợp phẫu thuật làm dài thân răng để điều chỉnh cái tình trạng là cười hỏi lợi. Thì trên hình đây là cái hình ảnh mà chúng ta chụp trước khi điều trị. Thì trên hình ảnh này ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây là cái tình trạng cười hỏi lợi rất là nặng. Đó. Các cái răng này là cười hỏi lợi đến vị trí này là tầm khoảng là 7 mm. Và trên này thì càng ngày nó càng tình trạng nó còn nặng hơn. Đáng chú ý chúng ta sẽ có hai cái răng số 2 đây và đây là đã bọc sứ trước đó rồi. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra đó là mình bọc sứ rồi, mình có phẫu thuật cười hỏi lợi được hay không, mình có làm dài thân răng được hay không. Thế thì qua cái phân tích ấy, thì chúng tôi thấy rằng là cái thân răng của bạn ấy rất là ngắn. Chúng ta có thể thấy là hình vuông, khi mà cái tỷ lệ mà chiều rộng chia chiều dài thì nó xấp xỉ bằng 1. Và thậm chí á, chiều rộng này nó còn lớn hơn cả chiều dài. Thế thì mình sẽ phẫu thuật, khi mà phẫu thuật làm dài thì mình có thể làm dài đến tới đây. Mình sẽ đánh dấu cho mọi người coi. Mình có thể làm tới đây. Đó, mình ví dụ. Thì trước khi phẫu thuật thì tụi mình có ép một cái máng hướng dẫn. Thì tại cái máng hướng dẫn đó thì là mình sẽ phác thảo cái hình thể tương lai của cái đường lợi sau khi phẫu thuật. Thì bạn ấy sẽ nhìn thấy và bạn hình dung được là sau khi phẫu thuật thì là lợi của bạn sẽ như thế nào. Còn đây mình chỉ đánh dấu cho mọi người hình dung ra. Đó, ví dụ như vậy. Thì sau khi phẫu thuật thì chúng ta sẽ có một cái nụ cười mới. Thì cái nụ cười mới vẫn có hở lợi, chúng ta không triệt tiêu được hết, nhưng mà cái biên độ cười hở lợi nó còn lại rất là ít thôi. Nó tập trung chủ yếu về vùng răng 2, răng 3. Còn vùng răng cửa thì như này gọi là hết, đã hết cười hở lợi rồi. Tuy nhiên là sau khi mà mình phẫu thuật như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái răng sứ này á, nó sẽ bị hở cái đường viền ra. Bởi vì sao? Bởi vì là cái răng sứ đang đặt ở đây và cái vùng lợi nó che cái đường viền của răng sứ và mô răng thật. Thế khi chúng ta phẫu thuật, chúng ta cắt bỏ cái lợi đi đó, thì rõ ràng cái đường ranh giới giữa răng sứ và lợi và răng thật nó sẽ hiện ra. Thì cái câu hỏi đặt ra nó nữa là vậy thì mình có thể thay cái răng sứ mới hay là không? Thì lúc đó bắt buộc vì cái vấn đề thẩm mỹ chúng ta sẽ phải thay cái răng sứ. Thế tuy nhiên là chúng ta chỉ có thể thay cái răng sứ này sau 3 đến 6 tháng. 3 đến 6 tháng lành thương thì chúng ta mới thay được răng sứ mới. Còn hiện tại thì chúng ta chưa có làm được. Tại sao mà chúng ta không thay ngay? Bởi vì khi mà chúng ta thay ngay thì cái lợi nó sẽ còn co về phía dưới nữa. Tức là nó phải tái cấu trúc mà nó chưa ổn định. Thì bây giờ nếu mà mình thay luôn cái răng sứ mới vào thì có thể sau 3 đến 6 tháng nữa khi nó tái cấu trúc nó ổn định rồi là mình lại phải thay tiếp cái khác. Và như vậy thì nó rất là leo thang và điều trị tốn kém. Thì trên đây là cái hình ảnh mà chúng tôi phác họa để cho mọi người thấy rằng cái kế hoạch điều trị nó là như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem ở trên miệng cái kết quả đạt được như thế nào. Đây là cái lần hẹn tái khám sau 2 tuần. Tức là trước đây cách đây 2 tuần là chúng tôi đã phẫu thuật và bây giờ thì chúng tôi đã cắt chỉ cho bạn ấy xong. Thì mình sẽ xem là kết quả đạt được như thế nào. Các bạn sẽ thấy là các cái nhú lợi nó vẫn còn sưng nề, cái tình trạng là lành thương nó vẫn chưa kết thúc, mô lợi vẫn đang tiếp tục tái cấu trúc. Tại vì là tầm khoảng 3 đến 6 tháng nó mới ổn định. Nhưng mà cái đó là bình thường. Em cười hết cỡ luôn. Cười tươi hết cỡ. Đây, tức là bạn ấy đã cười hết cỡ rồi. Tức là tụi mình đã phẫu thuật cách đây 2 tuần. Thế thì mình sẽ quan sát, mình sẽ xem nhé. Đây, hai cái răng cửa giữa mà mình đã được làm nó rất là dài ra rồi. Hai răng cửa bên mọi người có thấy không? Đây chính là cái chụp răng sứ của bạn ấy này. Và đây là cái răng thật. Thì cái chụp răng sứ, giao giữa chụp răng sứ và răng thật ở đây. Thì hiện tại nó co như vậy rồi nhưng mà nó sẽ còn co xuống nữa. Cho nên là tụi mình chưa tiến hành thay cái răng này. Bởi vì nếu mình thay cái răng sứ, mình mài tiếp cái răng này, mình thay cái răng sứ mới vào thì có thể bạn sẽ bị viêm và nó cũng chưa ổn định. Bên này thì cái nhú lợi này hơi nề một tí nhưng mà không sao, bởi vì vừa mới cắt chỉ. Cái tầm khoảng mấy tháng nữa thì bạn sẽ hết thôi. Bọn bay cười nè. Đó, đây là chúng ta sẽ thấy rằng là cái tình trạng sau điều trị cho mọi người sẽ thấy là bạn ấy đã hết cười hở lợi, cười hết cỡ luôn, cười to hết cỡ. Đó, bạn cười hết cỡ luôn. Rồi đây, tình trạng trước thì mình coi.
cái phẫu thuật của bạn ấy là cái phẫu thuật là mình cắt lợi, mình cắt lợi, nhưng mà mình cắt lợi nhưng mà mình có hạ xương ổ răng đó, chứ không phải là mình cắt lợi đơn thuần. Tức là sau khi mình cắt lợi rồi á thì mình sẽ gọt một xương hàm, mình đẩy xương hàm xuống phía dưới, thì như vậy thì bạn sẽ không bị tái phát, kết quả duy trì được vĩnh viễn. Nếu mà mình chỉ cắt lợi đơn thuần thì là sau này sẽ có cái hiện tượng tái phát trở lại, do là cái xương ở phía dưới thì nó ở cao quá và nó sẽ tiếp tục là thúc đẩy hình thành lợi mới. Nhưng mà khi mà mình tụi mình cắt ở đây á thì mình rời xương xuống phía dưới luôn và tiến hành một cái phẫu thuật tạo hình xương, thì như vậy thì bạn sẽ không có bị tái phát. Thì cái phẫu thuật hở lợi bằng phương pháp làm dài dân gian có tạo hình xương thì các bạn sẽ được bảo hành vĩnh viễn. Thì bạn sẽ được đặt quyết định hẹn 3 tháng nữa quay lại để mình kiểm tra lợi. Mình có thể tỉa tót một số cái vùng lợi mà mình chưa được ưng ý, sau khi đã lành thương hoàn toàn. Và sau đó bạn sẽ được đặt một cái lịch hẹn để làm lại hai cái răng sứ. Thế như vậy thì các bạn chú ý là khi các bạn làm răng sứ, các bạn hoàn toàn có thể thực hiện được cái phẫu thuật làm dài thân răng, phẫu thuật cười hở lợi. Tuy nhiên là sau phẫu thuật thì mình sẽ phải làm lại những cái răng sứ đó. Và thời gian để mình chờ mình làm lại răng sứ là tối thiểu là 3 tháng và tối đa là 6 tháng. Đó. Và trong cái quá trình chờ đợi đó thì mình sẽ vẫn mang cái răng sứ cũ. Nhưng mà các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái hiện tượng là hở với đường viền giữa cái răng sứ cũ và cái chân răng. Như vậy như của bạn đây. Cái đó là mình phải chịu. Bởi vì nếu mà mình làm cái răng mới vào đây thì nó rất là tốn kém và nó chẳng giải quyết được cái gì. Mình chỉ có thể giải quyết được tình trạng này khi mà mình cắt cái răng này ra và mình làm cái răng bằng nhựa tạm. Mình làm bằng nhựa tạm thì sau này mình bỏ cái nhựa tạm đi, mình thay cái răng sứ vĩnh viễn thì nó đỡ tốn kém hơn. Tuy nhiên cũng thực tế là cũng không cần thiết. Được rồi.